Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày Chủ nhật 15 tháng 5 2016 tại chùa Diệu Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam Cali, đã tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 với sự hiện diện đông đảo các chư tôn đức ni, đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, các vị dân cử, đại diện dân cử, đồng hương Phật tử và giới truyền thông báo chí. Nhân dịp này chúng tôi đã được Thượng tọa Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Quan Âm Thiền Tự cho biết sơ qua ý nghĩa ngày Phật đản. Đức Phật thì hiện ra ở cõi đời này vì lợi lạc cho chúng sanh, bởi vì chúng sanh đau khổ quá nhiều. Ngài ra đời để chỉ dẫn cho chúng sanh có con đường trí tuệ, từ bi sáng suốt. Cái ánh hào quang của Đức Phật bao nhiêu năm qua đem lại lợi ích cho nhân loại. Đại lễ Phật đản được sư cô Trúc Hiếu là người điều hợp chương trình. Sau khi cung nghinh chư tôn đức ni Quang Lâm Chánh Điện, đạo hữu Quảng Phụng Hạnh đã lên tuyên bố lý do buổi lễ. Hôm nay, thừa lệnh sứ bà Viện Dụ, sư cô trụ trì, đạo tràng Diệu Quang chúng con và gia đình Phật tử Diệu Quang Kỳ Viên cùng toàn thể Phật tử Bổn Tự thiết lễ cúng dường kỷ niệm sự thị hiện của Đấng Đại Từ, Đại Bi, Đại Trí, Đại Đức đã xuất hiện nơi trần gian để cứu độ chúng sanh. Chúng con cúi đầu đảnh lễ kính chào và muôn vàn cảm tạ sự quang lâm của quý ngài. Sau phần giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức ni và quan khách cũng như nghi thức chào cờ khai mạc là phần ngỏ lời của ni trưởng Thích Nữ Diệu Từ, viện chủ chùa Diệu Quang. Đức Phật Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ra đời đem ánh sáng giác ngộ để cứu độ muôn loài. Ngài đã chuyển hóa lòng người để cho sự sống được thăng hoa tươi đẹp. Ngài dạy hãy lấy tình thương làm chất liệu dưỡng nuôi sự sống và xây dựng cuộc đời bằng lý tưởng từ bi, giác ngộ, trí tuệ, giải thoát trong tinh thần vô ngã, không có giai cấp giữa dòng máu cùng đỏ, giữa dòng nước mắt cùng mặn. Do vậy, đời sống cần biểu lộ lòng từ bi, vị tha vô ngã đối với mọi người và muôn loài. Đó là chất liệu soi sáng nhân tâm, cải thiện con người, thoát khỏi cảnh khổ đau, đem lại nguồn an vui hạnh phúc cho mình và tha nhân. Và phần bác đạo từ của Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ tổ đình Minh Đăng Quang. Nếu ánh sáng Phật quang là sự giác ngộ, là trí tuệ siêu việt để nhận được chân lý của vũ trụ càn khôn, của vạn pháp khởi của đời, thì nước là biểu tượng của tình thương vô biên, vô hạn, không điều kiện, không bến bờ của Như Lai Phật Tổ. Hãy mở lòng của mình ra để tiếp nhận nguồn yêu thương vô lượng vô hạn truyền đạt từ trái tim của Như Lai Phật Tổ. Nếu người nào đã tiếp nhận được rồi thì ngày hôm nay trong hồng ân Phật đản hãy tiếp nhận thêm lên nữa để làm cho mình đầy đủ cái năng lượng màu nhiệm và siêu việt, đặng mình yêu thương người khác cũng không có bến bờ và không có hạn lượng. Kính thưa quý khán thính giả, đại lễ Phật đản 2560 Phật lịch tại chùa Diệu Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam Cali. Sau đó còn có phần phát biểu của các vị dân cử, phần nghi lễ chính thức Phật đản và phần văn nghệ do đạo tràng Diệu Quang và các em trong gia đình Phật tử phụ trách. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút giờ nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Yeah.